nhiều quan niệm làm ảnh hưởng đến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Từ xưa đến nay thì các bạn nghe rất nhiều câu nói về quan hệ giữa một người phụ nữ với những điều ràng buộc họ. Tại Việt Nam cũng như tại châu Á thì quan niệm tam tòng tứ đức là một quan niệm rất phổ biến. Một người phụ nữ khi lập gia đình và về nhà chồng thì được dặn dò rất là nhiều về các mối quan hệ, và hầu như rất nhiều người phụ nữ không có sự chuẩn bị cho việc mình phải trở thành một người có tam tòng tứ đức như thế nào. Thì tam tòng là gì và tứ đức là gì chắc chắn các bạn đã biết rồi, nhưng mà nó ảnh hưởng ra sao đến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu và làm thế nào để chúng ta vượt qua nó, đó không phải là một điều dễ dàng. Có rất nhiều quan niệm cho rằng là một người phụ nữ ly hôn là một người phụ nữ thất bại, dù cô ta có thành công, có xinh đẹp, tài giỏi hay là một người rất là khéo vén, thì bất cứ khi nào hôn nhân đổ vỡ, lỗi cũng sẽ thuộc về người phụ nữ. Và một người phụ nữ khi ly hôn chịu rất nhiều điều tiếng, do đó dù có xảy ra bất cứ một mối mâu thuẫn nào với chồng hay mẹ chồng thì họ cũng rất cố gắng để làm cho cái mối hôn nhân đấy trở nên toàn vẹn. Nên cái mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu chịu rất nhiều sự chi phối của nhiều quan niệm và nhiều định kiến tại Việt Nam. Ở bài học đầu tiên thì Giao xin hướng dẫn cho các bạn biết là những quan điểm và những định kiến về người phụ nữ và các mối quan hệ xung quanh họ đã được hình thành như thế nào qua những cái câu tục ngữ mà các bạn thường nghe. Quan niệm tam tòng tứ đức vẫn là một quan niệm rất là nặng ở tại châu Á và đặc biệt tại Việt Nam. Quan niệm này từ đời xưa truyền lại cho đến đời nay và không phải nó đã được mất đi. Tam tòng tứ đức, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử là một quan niệm rất là phổ biến tại Việt Nam và các nước châu Á. Và quan niệm về cung dung ngôn hạnh là tứ đức, là những phẩm chất yêu cầu người phụ nữ phải có những phẩm chất đặc biệt để họ có thể lập gia đình và họ có thể đạt được hạnh phúc. Quan điểm thứ hai là thuyền theo lái, gái theo chồng, phận gái 12 bến nước trong nhờ đục chịu. Quan điểm này ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đến việc dù có xảy ra bất cứ chuyện gì ở trong một gia đình thì người con gái cũng phải lệ thuộc và sẽ phải cố nín nhịn mọi điều mà không cố giải quyết các vấn đề đó, bởi vì họ rất là lệ thuộc vào người chồng và gia đình nhà chồng. Quan điểm thứ ba rất phổ biến và thường xuyên ở Việt Nam cho rằng một người phụ nữ dù có giỏi giang, thành đạt bao nhiêu mà không có gia đình, họ độc thân hay họ ly hôn đều là những người phụ nữ không hạnh phúc và không phải là những người có thể tạo lập một đời sống riêng. Do đó với ba quan điểm này thì mối quan hệ sâu sắc giữa người vợ và người mẹ, nàng dâu và mẹ chồng được hình thành trên ba định kiến trên. Và chính vì những quan điểm này thì người phụ nữ bao giờ cũng có một tâm lý trước khi về nhà chồng là rất là e ngại và coi rằng mình không phải là một người phụ nữ độc lập, và đối diện với một người mẹ chồng, mối quan hệ giữa nàng dâu và mẹ chồng đã có những mầm mống căng thẳng ngay từ ban đầu, bởi vì ở một vị thế không được cân bằng và cái vị thế giữa mẹ chồng nàng dâu được thiết lập bởi sự sợ sệt và cũng như lo âu khi về nhà chồng phải đảm đương rất là nhiều trách nhiệm. Và một người phụ nữ dù trẻ hay là dù đã từng trải rồi thì rất ít khi họ được chuẩn bị cho mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Vậy thì nguyên nhân nào gây ra những mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu? Mời các bạn sang bài học thứ 2.